Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Hải Trần TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để đánh giá về dòng xe Noza Grande mới của bên Yamaha vừa mới ra mắt trong khoảng thời gian vừa rồi. Thì đến thời điểm là ngày hôm nay là ngày 18 mà xe đã được về đến đại lý. Thì cũng rất là cảm ơn cho đại lý Yamaha Phong Thành, chỗ bên cạnh Đài Truyền hình Bình Dương đã cho tôi mượn xe để live view cho quý vị và các bạn có thể tham khảo về dòng xe này. Vâng, thì với sau 4 năm có mặt tại thị trường thì Noza Grande thì đến thời điểm là đã bên chỗ Yamaha đã ra mắt dòng Noza Grande 2019 với rất là nhiều thay đổi ở trong thiết kế cũng như là về động cơ, và được tăng thêm rất là nhiều cái tiện ích cho dòng xe Noza Grande này. Thì chúng ta hãy cùng nhau để đi đánh giá về dòng xe này. Và hiện tại với dòng xe Noza Grande này thì nó gồm có hai phiên bản, là một là phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp và phiên bản thường. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó tổng của nó là có 8 màu tất cả, nhưng đến thời điểm thì bây giờ là bên chỗ Yamaha Thao Công Thành 1 thì mới chỉ có một xe màu tím của phiên bản đặc biệt. Với cái xe hiện tại chúng tôi đang có tại đây thì với dòng xe này thì là nó đầy đủ chức năng nhất, so với đầy đủ chức năng nhất là nó là phiên bản đặc biệt và nó có tất cả những cái của Noza Grande phiên bản 2019 đang có. Thì mình sẽ đi sơ qua về bên ngoài. Vâng, thì mời anh có thể lên được trước này. Thì đây là về thiết kế về mặt đằng trước, thì theo thiết kế mới của bên Yamaha thì Noza đã vẫn giữ nguyên theo cái hình khối của đèn pha là đèn kim cương, là mẫu kim cương. Cái này đang có kêu. Vâng, chìa khóa đang còn bật và được sử dụng với LED hai khoang. Kể cả cốt và pha đều sử dụng bằng LED. Cái này thì nó sẽ rất là tốt cho khi mình đi ở trong điều kiện đường đô thị thì nó sẽ sáng hơn rất là nhiều so với bóng truyền thống halogen. Vâng, thì còn lại cơ bản thì với cái hình thức trước sau thì nó chỉ thay đổi lại một chút thôi, chứ không có gì nhiều. Vâng, chỗ đèn định vị thì cũng vẫn được để ở đây. Tôi sẽ bật thử cái chìa khóa để cho mọi người thấy được cái đèn. Cái này hình như phải, vâng, đây là đèn định vị rất là sáng. Cái này nó sẽ dễ là nhận biết cho những người đi ngược chiều, sẽ có thể là phát hiện ra xe kể cả ban ngày lẫn ban đêm, vì đèn này gần như là nó sáng suốt, không có tắt lúc nào cả. Mình có thể chắc là để xe lên thử để xem cái đèn pha nó như thế nào. Vâng, nghe tiếng đề rất là nhẹ các bạn. Tôi sẽ bật đèn pha. Cái này đang để cốt. Vâng, nó đều sử dụng hai bóng LED với chế độ hai khoang mà mình sẽ không nhìn thấy LED đâu. Và nó thiết kế hình khối dạng kim cương rất là đẹp cho với đèn pha. Mình sẽ tắt cái máy đi một tí. Thì có thể đánh giá vòng quanh xe một chút. Về với anh có thể đi trước này đi, đến cái mặt đồng hồ. Vâng, thì với cái thiết kế mới của mặt đồng hồ thì là nó đã sử dụng nhiều cái phần tối cho mặt đồng hồ và nó tạo nên cho mình cái khi mình đẹp. Vâng, nó sử dụng cả đèn LED màn hình điện tử cũng như là kết hợp với đồng hồ cơ. Đồng hồ cơ thì sẽ cho mình sẽ thấy được cái rất là đẹp ở trước. Cái này rất là dễ nhìn kể cả ban ngày, hiện tại chúng tôi đang quay ban ngày nhưng rất là dễ nhìn kể cả nó hiện. Vâng, hiện tại
Và cái này tôi có thể để máy lên để mình sẽ thấy được cái nó sẽ hiện hiển thị rất là nhiều thứ ở trên này. Thì nó báo về xăng này. Thì nó có hiển thị một cái hình của cái xe ở dưới này và nó có cái nó có hình chữ cái sét tia sét này là cái này là của bên Hypit. Đây là cái động cơ mới thì tí chúng tôi sẽ nói cho quý vị các bạn biết về cái động cơ Hypit này nó khác gì so với thế hệ cũ và nó thể hiện rất là nhiều thứ ở trên này. Thì mình đang cái này đang bật cái này đang có ABS này, chế độ đèn pha đang được bật này. Trên này nó có ở cả đây nó có cả dừng tắt động cơ tạm thời, nhưng cái này chắc có thể là mình sẽ chưa nhìn thấy được. Thể hiện km, có cả đồng hồ, báo về xăng cũng như là báo eco. Còn là trên với giao diện thì nó cũng như các thôi cái này chắc mình tắt đỡ được một tí. Vâng. Khi tắt thì nó có hiện chữ thank you và cũng như là nó hiện một cái xe rất là đẹp ở trên mặt đồng hồ. Thì với đằng trước của xe thì nó gần như là nó không có thay đổi gì so với Noza Grande trước. Thì nó vẫn có tất cả các chế độ nút như còi, đề, các loại công tắc xi nhan cũng như là pha cốt. Và bên này nó có chế độ dừng. Với Noza Grande cũ thì là không có dừng tắt 3 giây. Thì hiện tại với ở dòng Noza Grande mới thì nó đã có. Có ở đây. Thì với cái dừng tắt 3 giây này nó rất là phù hợp khi mình đi ở trong điều kiện đường đông đúc phải chờ đèn đỏ hoặc là tắc đường thì nó sẽ tiết kiệm xăng. Và theo đánh giá của bên Yamaha thì nó có thể tiết kiệm được khoảng 7% với Yamaha đã thử nghiệm ở trong điều kiện lý tưởng. Thì ra bên ngoài chắc là nó cũng chỉ được khoảng tầm 5-7% theo đúng cái mức của xe. Vâng, mình đang được xem tổng quan về cái xe từ bên ngoài và chỗ mình đang đi để xem từng chi tiết ở bên ngoài của nó. Vâng, mình đang xem ở khu vực này là với khu vực đèn hậu. Mình chắc cái này phải chắc bật chìa khóa lên thì mới thấy được cái đèn hậu nó như thế nào. Vâng. Đèn hậu thì cũng thiết kế theo kiểu dạng hình V và nó cũng sử dụng đèn LED. Này bóp thắng thử. Vâng, tất cả đều sử dụng bằng đèn LED hết nha các bạn. Và dưới đèn bảng số đèn LED và cái này nó rất là sáng. Khi mình thử vào cái xi nhan nó xem nào. Vâng, xi nhan thì đang được sử dụng vẫn sử dụng bằng bóng halogen, bóng cũ. Nghe tiếng máy rất là nhẹ nhàng và rất là êm các bạn. Vâng, thì với cái dòng Noza Grande mới này thì cái mà Yamaha đưa ra và cũng muốn giới thiệu đến với khách hàng là đó chính là cái động cơ Blue Core, động cơ thế hệ mới, động cơ thứ hai thế hệ Blue Core thứ hai. Nó có thêm hỗ trợ lực, hỗ trợ lực điện là Hypit. Cái này nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn khi mà đi xe, đặc biệt là khi mà chở hai người với lại chở thêm đồ thì nó sẽ rất là mạnh mẽ, rất là khỏe. Vì cái động cơ nó có tích hiện thêm trợ lực điện Hypit thì nó sẽ khi mà mình chở nhiều, chở người cũng như chở thêm đồ và đặc biệt là lên dốc thì mình sẽ cảm nhận được nó một cách chi tiết nhất. Và có nghĩa là mình sẽ cảm nhận được là cái sức khỏe của nó khi mình sử dụng với dòng xe Noza Grande 2019 này. Vâng, và có một cái nữa với cái dòng Noza Grande 2019 này đó là nó thêm dòng Smart Key, dòng chìa khóa Smart Key. Này hình như vừa nãy còn để trong cốp đúng không?
Đây mình đang được xem ở bên trong cốp của xe thì bên trong này với cái đây là cái chìa khóa của nó. Chìa khóa nó rất là nhỏ gọn, sẽ giúp cho mình khi mà mình để cùng với các chìa khóa khác thì nó rất là tiện, khi kể cả như với chị em phụ nữ đút ở trong túi nó rất là tuyệt vời. Với và tiện đây thì mình sẽ nói luôn về cái cốp. Cái cốp rất là rộng, với cái dòng xe với tất cả những đối thủ cùng loại thì nó cũng gần như là tương đương, thậm chí là nó còn rộng hơn với 27 lít, và nó còn có hỗ trợ thêm đèn led ở bên trong. Anh quay phim có thể sang bên này thì mới nhìn được cái đèn led được. Vâng, nó có thể hỗ trợ thêm cái đèn led được. Khi mình lấy đồ vào buổi tối thì nó khá là ổn. Và theo Yamaha đấy, và cũng như là theo cái sự cảm nhận của tôi thì cái này là mình có thể để được hai nón bảo hiểm và một số vật dụng khác như điện thoại, máy tính bảng hoặc là những túi và những thứ đó là rất là. Còn với như chị em phụ nữ đi đường thì mình chỉ với chị em phụ nữ mà khi mà đi đường thì chắc chắn là chỉ cần một nón với lại những cái đồ khác thì khá là ổn. Và đặc biệt với những người có con nhỏ thì với những cái cốp rất là rộng như thế này thì là khá là tuyệt vời. Vâng, ở trên với dòng xe này mình còn một cái nữa, đó chính là ABS, thắng ABS. Thì cái này là với trong khoảng thời gian vừa rồi với rất là nhiều dòng xe của Noda Grande, dòng xe của bên Yamaha thì trong đó có cả Noda Grande thì đã được tích hợp với thắng ABS, và nó có được hiện thị ở trên mặt màn hình là có chữ ABS. Và cái này nó được tích hợp ở đằng trước, nó tắt cái xi nhan. Đây mình có thể quay lại sang bên này để mình xem cái thắng này nó. Vâng, vừa thì với cái thắng ABS này thì nó được với được thiết kế ở trên với trên cỏ bánh trước, còn bánh sau thì vẫn là sử dụng thắng cơ bình thường. Thì cái thắng ABS này thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn khi đi vào khu vực đường trơn trượt cũng như là đường có đá dăm thì sẽ rất là ổn, và nó sẽ không bị trượt bánh, không bị trượt bánh, và nó sẽ giữ an toàn cho người rất là tốt. Nên là quý vị và các bạn rất là yên tâm khi sử dụng cái dòng xe này, đặc biệt là với chị em phụ nữ khi ra đường, cái chế độ mà khi đi và tỷ lệ giật mình rất là cao, giật mình rất là cao. Nên là với dòng mà đặc biệt là với cái tháng trước thì gần như là tỷ lệ ngã rất là cao nếu như không có sử dụng ABS. Và với của xe của Yamaha thì bây giờ hiện tại đến thời điểm rất là nhiều dòng xe đang được sử dụng với thắng ABS này. Vâng, thì với có hai phiên bản, thì cũng như nói quý vị các bạn ngay từ đầu thì cũng có hai phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn thì nó gồm có 4 màu là màu trắng, đỏ, đen và xanh lá. Còn với phiên bản đặc biệt thì nó cũng có 4 màu là màu trắng ngọc trai, màu titan và màu xanh dương cũng như màu tím. Thì hiện tại bên chỗ Yamaha Công Thành 1 thì mới về một xe là màu tím này thôi. Thì cũng cố gắng sẽ live view làm sớm để cho anh em, quý vị, các bạn có thể là biết. Vâng, thì để cảm ơn bên chỗ Yamaha Công Thành 1 đã cho chúng tôi mượn xe để làm clip này. Địa chỉ cũng như là số điện thoại của Yamaha Công Thành 1 sẽ được chạy ở dưới video này. Quý vị, các bạn có nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp với Yamaha Công Thành 1 với địa chỉ là 49/5 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và số điện thoại bàn cũng là số hotline của cửa hàng là 0274 3840 584. Vâng, và địa chỉ mà với những anh em bạn bè đã từng mua xe tại Yamaha Thành 1 thì có một cái tên gọi khác, đó là địa chỉ nằm trên quốc lộ 13 bên cạnh đài truyền hình Bình Dương và đối diện sân bay Gò Đậu. Và đây là hai địa điểm rất là dễ nhớ để cho quý vị và các bạn có thể là đến rất là nhanh và có thể hỏi đường nếu như chưa biết rất là nhanh khi mà mình đến để đến đây để mua xe. Thì với chương trình ưu đãi tại thời điểm
của bên Lama Long thành một thì đang rất là nhiều chương trình ưu đãi, có rất là nhiều combo quà. Khi các bạn đến mua xe thì có thể được tặng nón bảo hiểm, được tặng quạt, một cái quạt cây, cũng như là được voucher 200.000 khi để gắn phụ kiện cho xe. Và nếu như quý vị và các bạn mà không có thời gian thì bên chỗ Gia Man Thong Thành 1 thì cũng có thể hỗ trợ quý vị và các bạn là nhắn tin cũng như là gọi điện nhắn tin, hoặc là mình có thể liên hệ qua Facebook. Thì trang Facebook mình có thể đánh chữ Gia Ma Thao Công Thành 1 thì nó sẽ hiện lên ngay top 3 trang đầu tiên ở bên trên. Thì quý vị và các bạn có thể vào đó và nhắn tin, thì bên chỗ nhân viên bên chỗ Gia Ma Thao Thành 1 sẽ trả lời tin nhắn cho quý vị. Và ngoài ra khi quý vị và các bạn mua xe tại Facebook của Gia Ma Thao Thành 1 thì sẽ được tặng thêm 300.000 để gắn phụ kiện cho xe. Và ngoài thì trong cái thời điểm này thì cũng là thời điểm đang rất là giáp Tết, thì còn chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe thì theo tôi thì cũng nên là phải mua xe sớm. Thì gần như là đến cái lượng khi mà đến Tết thì tất cả mọi thứ nó vật giá nó leo thang và giá cả thì nó sẽ tăng lên. Nên mình nếu như có nhu cầu hoặc là chuẩn bị muốn mua cho mình một con xe để chơi Tết thì trong thời điểm này đang rất là hợp lý. Và chương trình khuyến mại của hệ thống Gia Ma Thong Thành cũng đang rất khá là nhiều, khá là ổn. Quý vị và các bạn có thể là liên hệ trực tiếp đến Gia Ma Thong Thành 1. Thì tôi cũng sẽ kết thúc clip ở đây. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu mình có nhu yêu quý và thì có thể bấm like và subscribe kênh để ủng hộ kênh, để kênh có động lực để tiếp tục làm. Xin cảm ơn.